Kính thưa quý vị và các bạn, vì mưu sinh, hàng ngàn người lao động ở Trà Vinh phải tha phương cầu thực, với mong muốn chính đáng là có được việc làm, chăm lo cho con học hành và có cuộc sống tốt. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, trải qua những ngày tháng gian khó nhất, không có việc làm, mất thu nhập, với mỗi người lao động ấy trở về quê hương nương nhờ sự bảo bọc của người thân trong lúc gian khó này là cách tốt nhất để bình tâm lại sau khoảng thời gian dài giãn cách. Rất nhiều nỗi lo của nơi đất khách quê hương trở về đầy xúc động nhưng ấm áp tình thân tộc nghĩa đồng bào. Trong những ngày vừa qua, hàng ngàn người lao động tự phát về quê hương trà vinh sau khi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương nới lỏng giãn cách. Mỗi ngày có hàng ngàn người về lại các chốt cửa cỏ của tỉnh trà vinh. Trong số đó có rất nhiều người già, trẻ em và phụ nữ mang thai. Mặc dù tự ý đi lại và tập trung đông như vậy là sai quy định, thiếu an toàn phòng dịch bệnh và sẽ bị các chốt chặn lại, không được giải quyết cho về. Nhưng họ vẫn đi vì còn những nỗi sợ lớn hơn là sợ đói và dịch bệnh. Tại giờ mùa dịch này khó khăn thì giờ đi đi về chứ giờ sao giờ giờ, giờ đi đi về chứ ở chảnh này ăn đồ ăn thức uống thì tiền bạc thì không có. Bây giờ phải về, Còn ở trên thành phố thì mình vẫn đi làm kiếm sống qua ngày hàng ngày hàng tháng thôi. Chứ còn quê quán mình là cái gốc trụ cột của mình mà, đâu có bỏ được. Trong hàng ngàn người trở về quê, nhiều người là chứng lao động tự do, mất việc hàng tháng trời, không có thu nhập, tiền ăn, tiền trọ, chưa kể lúc ốm đau bệnh tật. Trong khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến rất phức tạp, thì với họ, lựa chọn cách trở về là tốt nhất. Dù có nghèo, có khó khăn, cũng vẫn được trở về nơi quê hương, nơi có gia đình, người thân, bạn bè, hàng xóm sẽ mở rộng vòng tay chào đón họ trở về. Để chở che, đầm bọc, thương yêu sau những ngày bôn ba nơi đất khách. Như cái câu mà ông bà ta thường nói, máu chảy ruột mềm, đâu có thể bỏ nhau. Lúc này là lúc quê hương không ai không nhớ. Hành trang ngày trở về là chiếc xe gắn máy với vật dụng cá nhân, không có gì quý giá, bơ phờ, mệt mỏi sau chặng đường dài bỏ phố về lại quê. Họ bỏ lại sau lưng những ước mơ, những ngày biệt mài lao động tìm tương lai đời đất khách thấy phức tạp quá thấy gì nhiều khi thấy vậy cái tinh thần của mình nó nó không có không còn để tập trung mà đi làm nữa về quê hương mình rồi khỏe rồi về cách ly bao nhiêu ngày được về gặp con cái và cha mẹ anh chị em đều đầy đủ trong những ngày vừa qua nhiều cá nhân dân tổ chức thiện nguyện cũng đã kịp thời chuẩn bị và trao đến tay bà con nước uống, những phần thức ăn nhanh, đỡ đói trong lúc chờ lực lượng chức năng làm các thủ tục để hướng dẫn bà con về các khu cách ly tập trung, được chuẩn bị và tổ chức đến các chốt 3 buổi một ngày với sự chuẩn bị rất chu đáo. Đó là những tình cảm đầu tiên đầy ấm áp tình người của người dân quê nhà chia sẻ với bà con, những người xa quê khi vừa đặt chân đến tỉnh nhà trong lúc khó khăn này thật cảm động với tình thương và sự đồng cảm của những người thiện nguyện, những tình nguyện viên với những người con quê hương xa xứ, với tất cả tấm lòng của người trà vinh bình dị vào tình cảm. Chị Nguyễn Thị Trúc Lan nhiều ngày qua vẫn đồng hành cùng với bà con hồi hương bằng những suất cơm nóng, những hộp cháo đêm khuya hay ổ bánh bì, chiếc áo mưa trao tận tay bà con với mong muốn trao gợi đến bà con chút ấm áp quê nhà sự sẻ chia trong lúc bí bách, ngặt nghèo, thật đáng trân quý. Tình người trong gian khó, bởi ấm áp làm sao? Có những tình thương, tình cảm mà không thể diễn tả được. Đó là sự trân quý còn động lại lòng người và còn mãi với thời gian. Họ bám trụ không nổi rồi, tất cả những người về đây là hoàn cảnh nào chị thấy cũng đáng thương hết. Nhưng mà thương nhất là những người già, em bé, tội nghiệp nhất là những em bé nhiều khi băng đêm băng hôm thương lắm rồi bà bầu rồi những bà bầu gần xanh nữa nó chứ gần xanh mà từ Sài Gòn mà ngồi xe máy về tới đây là cứ thấy rồi đứt ruột rồi chịu đâu có nổi chùa Long Bổ xã Nhị Long huyện Càng Long từ ngày 1 tháng 10 đã vận động Phật tử đến hỗ trợ chuẩn bị hàng ngàn suất ăn hỗ trợ cho bà con về quê trong mấy ngày qua để bà con no bụng ấm lòng ngày trở về khi mà chứng kiến cái cái cảnh mà đoàn người trở về rất là đông mà trong đó có những người lớn tuổi, những trẻ em, những bà mẹ mang bầu, mình thấy rất xót xa. Nhiều ngày qua, bà Bùi Thị Hương ở ấp Rạch Mát, xã Dị Long đều đặn đến chùa phụ giúp chuẩn bị những phần thức ăn để mang đi hỗ trợ cho bà con ở cầu Cổ Chiên. Không cài đêm khuya, bất kể giờ nào, khi biết trên cầu còn người dân, bà sẵn sàng cho bếp hỗ trợ. Không bà con, họ hàng, cũng chẳng có ai quen trong dòng người về quê ấy. Bà Hương chỉ biết rằng họ là những người con trà dinh xa xứ, nài hồi hương trong khó khăn, dịch bệnh, đang cần sự cảm thông, yêu thương, sự sang sẻ của mọi người. Trên cầu của Chiên trên thành phố về thì coi như trong thân tộc của tôi thì không có ai hết, không có con cháu gì hết. Nhưng mà tôi thấy cái nỗi khổ của từ Sài Gòn về đây như vậy tôi nhiệt liệt để làm phụ với thầy mình để đi cứu trợ cho bà con mình thấy rất là khổ cho nên nó làm mình quyết tâm mình sẽ làm hết mình mình để mình cứu trợ cho bà con đó tôi thấy là coi như từ em bé từ bà bầu rồi từ người già rồi đi là mưa gió rất là cực khổ đến nay đã có trên 12.000 người con quê trà vinh làm ăn học tập lao động từ các tỉnh thành về quê sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từng đoàn cười được lực lượng chức năng kiểm tra thông tin, hướng dẫn tổ chức về nơi cách ly, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Những cái dậy tai, những tiếng treo hò vui mừng, cùng những ánh mắt tràn gời, dẫn ánh lên trỏ nét sau lớp khẩu trang che kính của dòng cười đông đúc. Dù mệt mỏi sau chặng đường dài, có lúc nắng mưa, nhưng họ an tâm ấm lòng hơn đời đất mẹ trà chinh còn đó những khó khăn với số lượng lớn cười đồng hương về quê đời đất mẹ dẫu ít nhiều sẽ làm cho tình hình dịch bệnh có nguy cơ bùng phát nhưng trà chinh vẫn gian rộng vòng tay đón những người con xa quê trở về trong yêu thương ấm áp tình người tình quê hương tình ruột thịt nghĩa đồng bào không thể chia xa không thể tách rời lúc gian khó và càng trở nên gắn bó, thân thiết hơn. Tạm an tâm khi bà con đều được về quê hương và có chỗ cách ly an toàn. Nguyện vọng hồi hương của bà con là chính đáng. Tuy nhiên, hiện tại các khu cách ly tập trung trong tỉnh đã quá tải, thiếu nguồn chân lực phục vụ các bữa ăn ở khu cách ly, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo, làm lây lan dịch bệnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh đã có công điện về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với người dân từ ngoài tỉnh về tỉnh Trà Vinh là thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với tất cả những người từ ngoài tỉnh về tỉnh Trà Vinh, đồng thời phân loại sàng lọc người từ ngoài tỉnh về tại các chốt kiểm tra y tế của tỉnh trước khi tiếp nhận vào địa bàn tỉnh. Bố trí cách ly riêng tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung theo các nhóm đối tượng. Những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, những người đã tiêm một mũi, những người chưa tiêm vaccine những người đã hoàn thành cách ly tập trung, những người đã khỏi bệnh COVID-19 để quản lý, bố trí cách ly phù hợp. Việc mà người dân có thể làm lúc này cho quê hương là tự giác cách ly, giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, tuân thủ quy định ở nơi cách ly tập trung để ngày về với quê hương với gia đình được trọn vẹn, thỏa lòng sau những ngày ly hương vất vả.